Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và như quý vị anh chị đã biết thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì cái quy định 41 nó sẽ được chính thức áp dụng. Và trong quy định 41 thì nó có một phần là liên quan đến cái vấn đề tải trọng của xe để phân biệt xe tải và xe con. Thì em xin tóm tắt cái quy chuẩn 41 như thế này, tức là đối với các cái xe tải hoặc là xe bán tải hoặc là xe bán tải van có cái tải trọng lớn hơn 950 cân thì được tính là xe tải và không được tính là xe con nữa. Đó, thì khi mà xe tải thì mình sẽ gặp rất là nhiều rắc rối trong cái việc là đi vào phố, đi làn đường các thứ này nọ. Đấy, thì thời gian vừa rồi thì cũng có khá nhiều quý vị anh chị khán giả của kênh là cũng có inbox cho em hỏi em là cái xe bán tải thì nó có bị ảnh hưởng gì không. Thì em xin trả lời là không, đối với xe Ford. Các hãng xe khác thì em không nắm được, nhưng đối với xe Ford thì chắc chắn là không bị ảnh hưởng bởi cái quy chuẩn 41 nó liên quan đến cái tải trọng của xe. Và nhân đây thì có một vài con xe của bên em đã đăng kiểm rồi thì em cũng lấy ví dụ minh họa để cho quý vị anh chị xác minh cái vấn đề này nó là chuẩn. Và đây, như đây là một con em lấy ví dụ, đây là con Ranger ELT của bên em. Đấy, thì con này em đã ra đăng kiểm rồi, đăng ký đăng kiểm rồi. Thì để xác định được cái phần là tải trọng của xe thì trên đăng kiểm nó ghi rất là rõ. Thì đây em mời anh chị xem qua con này là con XLT nhá. Ở trên đăng kiểm thì họ sẽ ghi tải trọng là bao nhiêu cân. Đây, như quý vị anh chị thấy, đây là đăng kiểm của một con xe Ranger XLT. Ranger XLT ạ. Con hai cầu. Thì như anh chị đấy, thì mình chỉ quan tâm đến cái phần này. Cái phần đây. Nó có mấy cái phần là khối lượng bản thân này, khối lượng hàng chuyên trở theo TK, TT, KK này này, và khối lượng toàn bộ này. Thì như anh chị nhìn thấy, con này là cái khối lượng bản thân của nó là 2 tấn 1, 2089 kg. Khối lượng kéo theo của nó là 705 cân, khối lượng chuyên trở hàng. Đấy, thì đây, cái này là cái liên quan trực tiếp đến cái quy chuẩn 41 này. Trên 950 cân thì nó sẽ được tính là xe tải. Còn con này là 705 cân, tức là gì? Tức là nó còn xa với cái mức 950 cân, còn 250 cân nữa cơ. Đấy, thế nên nó vẫn được tính là xe bán tải. Pick up cabin kép đây, như anh chị nhìn đây, trên này pick up cabin kép đấy, thì nó là bán tải thì nó vẫn được là sử dụng như là xe con, như là xe bán tải. Và hiện giờ thì xe bán tải với xe con là nó gần giống nhau, nó giống nhau đấy. Thì như anh chị nhìn thấy đấy, 705 cân. Đây là một con Ranger XLT. Đấy, có một con nó sẽ nhiều cái tải trọng nó sẽ cao hơn nữa, đó là con Ranger XLS. Ranger XLS thì một lát nữa qua một con XLS thì em sẽ chỉ cho anh chị thấy. Tức là gì? Mình hiểu như thế này, hiểu nôm na như thế này. Cái khối lượng toàn bộ của con xe này là 3 tấn 119 cân. 3 tấn gần 3 tấn 2 gì đó. Đấy, thì nếu như mà cái khối lượng bản thân này nó mà nhiều thì cái tải trọng nó sẽ giảm đi. Khối lượng bản thân mà ít thì tải trọng của nó sẽ tăng lên. Đấy, đây là con Ranger XLT thì khối lượng bản thân của nó là 2 tấn 1. Đấy, nhưng đối với con cao hơn nữa là con Ranger Wildtrak thì khối lượng bản thân của nó là 2 tấn gần, em nhớ không nhầm thì xích xoát là 2 tấn 3. Đấy, thì thành thử ra là với con Wildtrak thì cái tải này nó còn thấp nữa. Nhưng anh chị hoàn toàn yên tâm. Đấy, còn một con nữa là con XLS thì đây, em mời anh chị là mình qua con XLS để xem là cái tải của nó bao nhiêu cân nhá. Đấy, thì như vậy thì anh chị hoàn toàn yên tâm là đối với bán tải của Ford, anh chị hoàn toàn yên tâm là không ảnh hưởng gì đối với cái quy chuẩn 41 cả nhá. Đấy, thì như quý vị anh chị thấy, đây là đăng kiểm của một con Ranger XLS. XLS thì như anh chị thấy đây, cái phần khối lượng bản thân của nó có 1964 kg. Cái khối lượng hàng, cái tải trọng của nó là 735 cân. Đấy, thì so với con XLT vừa rồi, như trước mình xem thì con này nó tải được nặng hơn con đấy là 30 cân, vẫn còn rất là xa so với cái mức là 950 cân. Đấy, đây là hai cái con mà được gọi là tải nặng nhất của cái dòng Ranger rồi. Còn các cái dòng khác như là XLT hay là Limited hay là Wildtrak thì nó tải còn thấp nữa vì khối lượng bản thân nó nặng hơn. Đấy, thế nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về Ford Ranger nhá. Không có vấn đề gì liên quan đến, không có vấn đề ảnh hưởng đến cái quy chuẩn 41 sắp tới đây. Đấy, yên tâm, hoàn toàn yên tâm là mình đang sử dụng hay là đã chuẩn bị mua thì anh chị không phải lo lắng về cái vấn đề đó. Ok ạ. Như vậy thì qua hai cái ví dụ vừa rồi thì có lẽ là quý vị anh chị đã hoàn toàn yên tâm về cái xe của mình đang sử dụng. Em khẳng định lại một lần nữa là đối với các xe bán tải Ford,
không ảnh hưởng gì bởi cái quy chuẩn 41 sắp tới. Anh chị yên tâm ạ. Đấy, và nếu như anh chị còn một câu hỏi, có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể là comment xuống dưới video này. Em sẽ tư vấn trực tiếp. Và ngoài ra thì em cũng đã tạo một cái group Facebook để hỗ trợ tư vấn cho quý vị anh chị chuyên sử dụng xe Ford. Đấy thì cái link của cái group đấy thì em để ở dưới cái phần mô tả của video này ạ. Đấy, thì bởi vì là mình support trên group của Facebook thì nó sẽ dễ dàng hơn là với YouTube. YouTube thì nhiều khi là cũng không check, đâm là không biết được, nhưng mà Facebook thì mình sẽ dễ hơn. Ok, đấy và em là Sơn bên Ford Thăng Long. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị anh chị xem kênh của em thì có thể là bấm vào nút đăng ký và bấm nút nhận chuông để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ hãng xe Ford, cũng như những cái vấn đề mà em sẽ hỗ trợ quý vị anh chị ở trên kênh cũng như là trên group Facebook. Ok, xem phần mô tả video nhá. Em cảm ơn.